Ok. Chém nhà này. Là chém gió hả? Chém gió, chính xác. Có người yêu tới nữa hả? Người yêu đứng ngoài kia đợi kìa. Đó, anh thấy Hoàng Oanh núp ngoài kia kìa. Anh quyết định đi tập võ để cho mình cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đứng đắn hơn. Bởi vì nghe nói đâu là Huỳnh Anh nhỏ tuổi hơn bạn gái của mình. Ừ thì có.